Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Nhận định tình hình dịch COVID-19 tại cuộc họp, CDC Đà Nẵng cho biết đỉnh dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rơi vào ngày 28 tháng 2 và số ca mắc mới đang có xu hướng giảm mạnh, nhất là trong tháng 3 này. Mặc dù tỷ lệ tiêm phủ vaccine đạt cao, tuy nhiên các địa phương cần thận trọng với biến thể BA.2 vì tốc độ lây lan của biến thể này cao hơn so với chủng Omicron. Trước bối cảnh thành phố đã và đang mở cửa lại các hoạt động du lịch, Ban chỉ đạo đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch trong tình hình mới, đồng thời xúc tiến ra soát hoàn thành tiêm vét vaccine mũi 3 cho các trường hợp còn lại. Sở Y tế thành phố cũng lưu ý về vấn đề tái nhiễm và bảo vệ các đối tượng nguy cơ để giảm số ca bệnh nặng và tỷ lệ tử vong. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y tế, các địa phương trong việc giảm số ca mắc mới xuống hơn 6,6 lần so với thời điểm đỉnh dịch, nhất là các ca bệnh nặng. Tuy nhiên, vẫn đề nghị các đơn vị địa phương không được chủ quan lơ là, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch trên từng lĩnh vực. Về công tác tiêm chủng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý tiến độ tiêm vét đang còn chậm, đề nghị ngành y tế phối hợp với địa phương tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, quyết liệt vận động người dân đi tiêm theo kế hoạch được giao. Đề nghị là các đơn vị, chúng ta phải cố gắng tập trung, quyết liệt để mà tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt là tôi nhắc lại là cái mũi 3, thì các quận huyện phải sốc vào cùng với các ngành, và trong đó là Sở Y tế phải tập trung quyết liệt. Trong 7 ngày sắp tới thì chúng ta vượt qua tất cả những cái khó khăn đó để mà đảm bảo được cái tiến độ tiêm mũi 3. Và như vậy thì chúng qua xem như là cái kế hoạch mà chính phủ đã đưa ra trong cái việc tiêm vaccine thì chúng ta tạm thời, còn sau đó thì chuẩn bị các cái bước. Khi mà chính phủ có cái triển khai thì chúng ta sẽ tổ chức tiêm cho cái đối tượng nhỏ tuổi hơn. Thì khi nào có hướng dẫn thì chúng ta sẽ tổ chức triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị các cơ sở y tế lưu ý về vấn đề điều tiết nhân lực trong điều trị các ca bệnh, có sự phân bổ hợp lý. Các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của các trạm y tế, nhất là trong việc điều trị F0 tại nhà để giảm áp lực cho các bệnh viện, cơ sở y tế. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, bám sát thông tin để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong tình hình mới.